chinh phục kỳ thi chương trình đặc biệt dành cho học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chinh phục kỳ thi chương trình ôn tập hệ thống hóa kiến thức các môn toán ngữ văn tiếng anh vật lý hóa học và sinh học làm bài tập trắc nghiệm và đặt câu hỏi trực tiếp cho các giáo viên tại website và facebook của chương trình còn bây giờ mời các em theo dõi bài học hôm nay à, chào các bạn à, thầy cùng với các bạn quay lại với uh chương trình chinh vực kỳ thi của VTV7. À, tuần trước thì uh, chúng ta đã cùng học bài sóng và bài đàn guitar của Loka. Um, cả hai tác phẩm đều rất dài và rất quan trọng. Các bạn cũng đã gửi cho thầy một câu hỏi đó là tìm cái mối quan hệ giữa hình tượng Loka và hình tượng cây đàn ở trong uh, ba khổ thơ đầu. Đây thực sự là một uh, cái đề tương đối khó và chúng ta sẽ cùng quay lại để xem uh, giữa hình tượng Loka và hình tượng cây đàn guitar có cái mối quan hệ với nhau như thế nào. À, ngay từ khổ thơ đầu tiên thì hình tượng uh, cây đàn và người uh, nghệ sĩ lót ca đã cùng hiện lên song song. Nếu như uh, uh, chúng ta sẽ xem nhé, nếu như cây đàn được hiện lên là uh, thông qua những tiếng đàn bọt nước thì hình tượng người uh, nghệ sĩ lót ca lại đã đi lang thang về miền đơn độc với vầng trăng tránh choáng trên yên ngựa mỏi mòn. Hình ảnh uh, những tiếng đàn bọt nước tượng trưng cho nền, uh, cho cái nghệ thuật uh, nó tồn tại bất tử như chính cái bọt nước kia. Nhưng uh, cây đàn tiếng đàn còn chính là sinh mệnh của người nghệ sĩ, thế nên là người nghệ sĩ thì bao giờ cũng mang một cái sinh mệnh mong manh, họ tượng trưng cho cái đẹp nhưng là cái đẹp mong manh trước cuộc đời và uh, trên cái con đường uh, đi tìm cái uh, sự cách tân về nghệ thuật, tức là uh, cái con người tiên phong của sự sáng tạo ấy thì người nghệ sĩ Loka luôn luôn mang theo mình một cái cây đàn như thế, cây đàn ở trong trái tim, nói cách khác là cây đàn sinh mệnh của người nghệ sĩ và hình tượng Loka là hai cái hình tượng song song cùng tồn tại. Đấy, và sang đến khổ thơ thứ hai thì có thể là cây đàn không hiện lên một cách trực tiếp à, tuy nhiên hình tượng người anh hùng Locka lại hiện lên là người một con người người nghệ sĩ người anh hùng mà chịu một cái số phận rất oan khuất đã bị kẻ thù à, đó là bọn à, phát xít à, giết hại khi cái lúc mà đang đang ở độ chín của sự nghiệp à, độ chín của tài năng à, nhưng mà cái sự nghiệp thì lại còn giang dở và đến cái khổ thơ thứ ba thì hình tượng cây đàn một lần nữa lại hiện lên. Lúc này thì tiếng đàn nó không còn là tiếng đàn bọt nước mà lúc này chuyển thành cái tiếng đàn gì? Tiếng đàn tiếng guitar nâu, rồi tiếng guitar lá xanh, tiếng guitar tròn bọt nước, tiếng guitar dòng dòng máu chảy. À, có thể lúc này hình ảnh Loca lại không hiện lên một cách trực tiếp nhưng thông qua chính hình ảnh à, hình cái cái hình dáng cái hình khối à, rồi cái màu sắc của tiếng đàn mà cả số phận của Loca là hiện lên. À, đó là tiếng guitar nâu, tiếng guitar thể hiện được cái uh, uh, tiếng guitar tiếng biểu trưng cho uh, uh, đất đai uh, của xứ Andalusia uh, của màu da mái tóc người thiếu nữ, uh, rồi tiếng guitar lá xanh là của tuổi trẻ tình yêu nhưng bây giờ biết mấy, tiếng guitar tròn bọt nước mong manh của của người uh, cái số phận mong manh của người nghệ sĩ nhưng bây giờ thì bọt nước vỡ tan, rồi uh, tiếng guitar lúc này cũng dòng dòng máu chảy. À, tóm lại là thông qua cái hình ảnh à, hình tượng của cây đàn hiện lên tiếng guitar nâu, tiếng guitar lá xanh, tiếng guitar tròn bọt nước là cả số phận của người anh hùng Loka dường như đã được tái hiện thông qua hình ảnh tiếng đàn. À nó cái khác ở ngay ba cái khổ thơ đầu tiên thì à, hình tượng cây đàn guitar, à, cây đàn của nghệ thuật, à, cây đàn của sinh mệnh người nghệ sĩ và chính hình ảnh Loka hiện lên song song cùng à, à, tồn tại đấy là cái phần đầu tiên khi chúng ta nói về hình tượng cây đàn. À, sang đến khổ thơ gần cuối thì chúng ta sẽ thấy hình tượng cây đàn một lần nữa để hiện lên. Đó là hình tượng cây đàn thì không ai chôn cất tiếng đàn, tiếng đàn như cỏ mọc hoang, giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đầy giếng. À, hình ảnh tiếng đàn ở đây lại là tiếng đàn được so sánh với thứ cỏ mọc hoang. Chúng ta nhớ rằng trong cái lời thơ đề từ của tác phẩm nhà thơ thanh thảo đã trích lại câu thơ khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn câu thơ được trích trong bài thơ ghi nhớ có thể coi đó chính là một trong những cái di nguyện cuối cùng là cái di trúc của người hùng locka ca nhắn nhủ thế hệ sau rằng khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn tức là muốn thế hệ sau hãy vượt qua ông hãy phủ định ông để tiếp tục à, cách tân tiếp tục sáng tạo à, tiếp tục à, cái con đường nghệ thuật vẫn còn dang dở cái câu trả lời mà 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 chúng ta thấy là gì không ai chôn cất tiếng đàn có nghĩa là cái di nguyện của locka đã không thực hiện được và khi di nguyện của Lộc Ca đã không thực hiện được thì tiếng đàn ấy giờ như thứ cỏ mọc hoang, thứ cỏ mọc hoang tức là thứ cỏ mà nó hoang phí, đây chữ hoang ở đây nghe có gì đó rất là chua sót chua sót bởi vì uh, tiếng đàn uh, vốn là biểu trưng cho cái nghệ thuật thì giờ đây nó là cái thứ cỏ mọc hoang nó cứ mọc lan tỏa ra mà không có cái định hướng, không có một cái uh, có có một cái sự cách tân uh, thực sự sáng tạo là chính vì vậy câu thơ khi uh, không ai trôn cất tiếng đàn tiếng đàn như cỏ mọc hoang là một cái sự chua xót và đau đớn của một người nghệ sĩ bởi vì thực sự khi những cái cách tân những cái khát khao về mặt uh, nghệ thuật của người nghệ sĩ ấy giờ trở nên phí hoài như cỏ mọc hoang thì lúc đó cái chết mới đến thực sự với người nghệ sĩ nói khác này cả sự cái chết về thể xác uh, không hẳn là, là cái chết cuối cùng cái chết mà uh, của những cái sự cách tân uh, nghệ thuật và sự sáng tạo Bị, nó bị chấm dứt ý, thì đó mới là cái nỗi đau của người nghệ sĩ. Vì vậy chúng ta thấy hiện lên cái hình ảnh giọt nước mắt vầng trăng mà long lanh trong đáy giếng phải trăng cũng chính là cái nỗi buồn của Garcia Loca trước cái uh, tiếng đàn của mình giờ phí hoài như thứ cỏ mọc hoang thế là chúng ta thấy rằng là uh, di nguyện của Loca đã không thực hiện được. Thầy nhắc lại và những cách tân trở nên phí hoài nó là nỗi đau là cái chết thực sự của người nghệ sĩ nhưng uh, những câu thơ tượng trưng siêu thực của nhà thơ thanh thảo còn gợi mở những chiều liên tưởng khác chúng ta thấy rất rõ à, đó là gì à, đó là tiếng đàn giờ là thứ cỏ chúng ta hãy tạm để ý cái chữ mọc hoang này ra cỏ là nó mọc rất là tự nhiên à, nói cách khác là tiếng đàn ấy giờ bất tử nó còn mãi nó tự nhiên như cây cỏ ngoài kia như thiên nhiên ở ngoài kia vậy và hình ảnh lock ca phải chăng vẫn còn sống mãi trong trái tim của nhân loại chính vì vậy hình ảnh giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng lại gợi mở một chiều liên tưởng đó uh, đó là gì đó là sự nuối tiếc của một uh, tài năng sự nuối tiếc cho một tài năng uh, đang ở độ chín nhưng giờ đây uh, đã ra đi những câu thơ như vậy thì giúp cho chúng ta cảm nhận được rằng là nhà thơ thanh thảo dường như đã uh, thấu hiểu và chia sẻ được với Garcia Lorca đến đây chúng ta có thể thấy rằng là hai hình ảnh một di nguyện không thực hiện được cách tân trở nên phí hoài và nghệ thuật của Locca vẫn còn bất tử vẫn còn mãi. Phải chăng hai hình này có cái sự mâu thuẫn và đối lập nhau? Nhưng không đọc kỹ những câu thơ chúng ta mới thấy được rằng là ở đây muốn nhắn nhủ sự phủ định nhưng không hề xóa bỏ, phủ định nhưng không hề xóa bỏ. Chúng ta có thể vượt qua Loxia Locca để cách tân để sáng tạo nhưng uh, chúng ta không thể xóa bỏ được uh, Locca trong trái tim của nhân loại, phủ định nhưng không xóa bỏ vượt qua nhưng không lãng quên đấy, đấy là cái sự tiếp nối của nghệ thuật của những tài năng người nghệ sĩ như Loka ông hiểu được rằng là sự ra đi mình rồi sẽ ra đi không sớm thì muộn thôi nhưng ông không muốn dành cái vinh quang lại cho riêng mình mà muốn thế hệ sau nối tiếp phải chăng đấy cũng chính là một cái nhiệm vụ mà Loka muốn giao phó cho những cái người nghệ sĩ đi sau phải tiếp tục sáng tạo vì sáng tạo chính là cái gốc của nghệ thuật. Chính nhà nhà văn Nam Cao đã từng nói rằng là người nghệ sĩ không phải là người làm theo những kiểu mẫu đã đã cho sẵn đâu, phải là người khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Những người nghệ sĩ lớn thường là có những cái tư tưởng đi vượt thời đại là như thế. Thế thì chuyển sang cái hình ảnh giọt nước mắt vầng trăng và long lanh trong đáy giếng thì thầy cũng gợi cho các bạn một số các cái chiều suy nghĩ sau thì giọt nước mắt ở đây có thể là nỗi đau của nhân loại và nỗi đau của nhân loại chứ không phải nỗi đau của một con người để đủ cho chúng ta thấy một điều rằng uh, cái tầm vóc của cái người nghệ sĩ ấy phải lớn như thế nào thì mới có thể khiến cho cả nhân loại tất cả mọi người yêu nghệ thuật yêu ca và yêu sự sáng tạo xót thương cho uh, cho sự ra đi của người nghệ sĩ ấy À, rồi à, cái đáy giếng kia chính là nơi mà Loka đã bị kẻ thù vùi xác, nó gợi cái sự bi phẫn, gợi cái nỗi đau không thể khôn nguôi. Vì thầy muốn nhìn các bạn nhé, chúng ta có thể đọc là giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng, nhưng cũng có thể đọc là vầng trăng đáy giếng đấy có một cái giọt nước mắt long lanh. À, cái cách đọc như vậy cũng có thể gợi một cái chiều liên tưởng rằng là à, nỗi đau à, của những cái người ở lại của nhân loại, của tất cả mọi người thấy nhắc lại là yêu mến Loka, à, yêu mến cái sự cách tân nghệ thuật, yêu mến cái nhân cách của ông. Và để hình nhất ở đây ấy, chắc chắn phải kể đến nhà thơ Thanh Thảo. Tất cả mọi người dường như vẫn còn rất đau đớn và cái nỗi đau à, trước sự ra đi của à, Locka, à, dù cái, cái 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 sự ra đi ấy đã 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 rất lâu rồi nhưng dường như nó vẫn còn rất là tươi mới. À, chúng ta tổng hợp lại cả hai cái cách hiểu như vậy. Cái cách cảm nhận như vậy, một là tầm vóc uh, của cái nỗi đau và thứ hai là nỗi đau ấy không thể khôn nguôi để cùng hướng tới một điều khẳng định rằng là người nghệ sĩ ấy mang tầm vóc lớn người nghệ sĩ ấy đã nhận được một cái sự tri âm, uh, nhận được một cái sự thấu hiểu uh, Nếu như các bạn nhớ thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới hình ảnh uh, của Nguyễn Du khi uh, Nguyễn Du uh, khóc thương cho nàng Tiểu Thanh trong tác phẩm Độc Tiểu Thanh Ký độc điếu song tiền nhất chỉ thư khóc thương cho một người con gái sống cách mình ở một khoảng cách rất xa rồi ở khoảng thời gian rất xa nhưng mà vẫn là độc điếu song tiền tức là khóc thương giọt nước mắt cứ rỏ xuống khi đọc cái 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 um, uh, di cảo của nàng tiểu thanh để cho thấy được một trái tim đau đã gặp gỡ được một linh hồn đau ở đây chúng ta cũng cảm nhận được một hình ảnh tương tự một trái tim đau một cái uh, niềm xót xa đau đớn của những người ở lại cụ thể hơn uh, nữa đó là nhà thơ thanh thảo uh, khi ông dung cảm được trước cái số phận uh, trước cái tài năng uh, trước cái vẻ đẹp của người hùng loca đấy một người nghệ sĩ lớn loca uh, đã gặp được một tấm lòng tri âm uh, của thanh thảo và cũng của uh, hậu thế của chính chúng ta đến uh, những cái khổ thơ cuối thì chúng ta thấy uh, hình ảnh loca lại hiện lên ở một cái uh, phương diện khác. chúng ta thấy rằng là cả bài thơ giống như một lời điếu văn, ở phần đầu là tái hiện lại cái số phận cái cuộc đời của Garcia Lorca và càng về sau thì càng nói đến cái sự ra đi cũng như là ngợi ca cái vẻ đẹp đằng sau ngay chính trong chính cái sự ra đi ấy. Chúng ta thấy hình ảnh gì? Đường chỉ tay đã đất dòng sông rộng vô cùng, Lorca bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Chàng ném lá bùa của cô gái di gan vào xoáy nước Chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt Lila, lila, lila Chúng ta sẽ thấy ngay lập tức ở những hai cái đoạn thơ này là những hình ảnh mang tính tương phản. Thế các bạn thử nghĩ xem là có những hình ảnh tương phản nào được nhắc tới ở đây nhá. Các bạn nhìn ở đây, đầu tiên là đường chỉ tay. Đó là nói đến sinh mệnh của một con người. Ở bên kia lại là dòng sông. Dòng sông ở đây chính là cái dòng đời mênh mông. Đường chỉ tay của của một con người, sinh mệnh của một con người thì mong manh, còn dòng đời thì lại mênh mông thì lại vô cùng vô tận đó là cái đối lập đầu tiên giữa sự mong manh của mỗi kiếp người và ở bên kia là dòng đời mênh mông đến vô tận đối lập thứ hai là ở trái tim là ở tình yêu là ở lá bùa là ở sinh mệnh cũng chính là mà cái hình ảnh rất là mong manh của con người và phần bên kia lại là lặng yên là xoáy nước là cái vô thủy vô chung của chính cái dòng đời mênh mông ấy ngay lập tức chúng ta thấy ở khổ hai khổ thơ cuối ấy, có những cái hình ảnh mang cái tính à, tương phản Đấy, giữa phần bên này đường chỉ tay trái tim lá bùa nó đến sinh mệnh số phận của con người và dòng sông lặng yên xoáy nước là biểu trưng cho cái dòng đời mênh mông vô cùng vô tận vô thủy vô chung của kiếp người cái mong manh của con người đặt giữa cái mênh mông của dòng đời là một cái sự tương phản rất rõ và trước cái sự tương phản à, đó thì chúng ta lại liên tưởng tới số phận của Garcia Loca, một người nghệ sĩ tiên phong, một con người của sự sáng tạo, của sự cách tân nghệ thuật. Thế nhưng mà số phận thì thực sự là mong manh. Chàng bị bọn độc tài phát xít uh, giết hại rồi vùi xác xuống giếng sâu khi mà cái sự nghiệp còn dang dở, khi mà cái tài năng đang bước vào cái độ chín. Chắc hẳn là Loca vô cùng đau đớn và bi phẫn chính những người ở lại cũng bày tỏ một cái niềm xót thương vô hạn cho cái sự ra đi của người anh hùng ấy. Thế còn Loka đã đến với cái chết như thế nào? Ở phần uh, thơ đầu ấy thì chúng ta thấy Loka đã bị điệu về bãi bắn mà chàng đi như người mộng du, chàng đi như người mộng du có một cái gì đó nó nhẹ nhàng nó 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 thanh thản lắm, dường như là chàng đã chuẩn bị tất cả để đến với cái chết bởi vì chàng biết rằng mình càng chiến đấu bao nhiêu thì bọn độc tài phát xít càng muốn uh, giết hại mình bấy nhiêu Nhưng cái sự thanh thản khi đến về phía bãi bắn như như người mộng du ấy, Cho thấy cái tâm thế sẵn sàng, um, sẽ dũng cảm Chàng dũng cảm và sẵn sàng để chiến đấu Và sẵn sàng chấp nhận cái sự hy sinh Và ở đây chúng ta một lần nữa lại được thấy cái tâm thế uh, Anh hùng của Garcia Loca khi đến về cái chết Thông qua những từ gì? Đó là bơi sang ngang Không phải là bơi dọc mà bơi 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 dọc theo dòng đời nhá, không phải bơi dọc mà cũng không phải là bơi ngược, bơi ngược dường như là cương lại cái 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 dòng đời, cưỡng lại cái số phận, bơi uh, dọc theo, bơi tiếp theo ấy dường như là cố bám víu lấy sự sống, Lọc Ca bơi sang ngang, không xuôi theo mà chàng muốn bơi sang ngang để giải thoát mình, chàng muốn sang bên bờ bên kia đến với cái chết, đấy nói cách khác, Loka đã đến với cái chết trong sự nhẹ nhàng, nhẹ nhõm và thanh thản đó phải là tâm thế một con của một con người không phải là con người người ta ta bất cần đời hay con người ta uh, không 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 còn yêu quý gì sự sống nữa mà người ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình Đấy, những cái tâm thế để đến với cái 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 chết như vậy và cái chữ ném nữa chữ ném ném lá bùa là cái bảo vệ cái sinh mệnh ném luôn trái tim vào trong cái vô thủy vô chung của dòng đời cho thấy uh, loca sẵn sàng chấp nhận nói cách khác hình ảnh uh, Loka ra đi cho thấy cái tâm thế vô cùng anh dũng của ông bởi vì ông biết rằng sau sau cái sự ra đi của mình, ông hy vọng rằng hậu thế rồi có những cái sự cách tân nghệ thuật, rồi có những cái sự thay đổi uh, để tức là cuộc đời của Loka đã có thể chấm dứt nhưng cái sự nghiệp của ông thì còn bất tử. Thế hệ sau rồi sẽ tiếp nối những cái sự sáng tạo và cách thân nghệ thuật của Garcia Loca. Và ông biết rằng sau cái hành động vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ của mình thì hợp âm lila 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 lại vang lên như ở đầu bài thì thầy đã nói với các bạn rồi lila lila à, nó gợi cho chúng ta hai cái à, chiều liên tưởng thứ nhất là lila 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 gợi lại cái loài hoa tử đinh hương đây là loài hoa mang sắc tím loài hoa mang sắc màu của sự tưởng niệm à, nói cách khác ca dù đã ra đi có thể là ra đi cùng với cái chiếc guitar màu bạc của mình chiếc guitar của vinh quang Chiếc ta của, của một cái số phận uh, sinh mệnh của người nghệ sĩ Mong Manh nhưng ông sẽ sống mãi trong trái tim của mọi người loài hoa tử Đinh Hương kia biểu trưng cho sự sống bất tử của Loka trong lòng của 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 nhân loại của những người tiến bộ uh, và hợp âm lila Lila còn gợi lên những cú v sau khi người ta dạo một bản đàn thì người ta thường có những cái cú v trong những cái, cái bài hát mà có uh, sử dụng cái cây đàn guitar nói cách khác là nó sau cái cú v lila 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 những hợp âm du dương ấy, ấy thì một câu chuyện một lời hát lại vang lên à, ở đây uh, tác phẩm mang cái tính ẩn dụ cái đoạn uh, hai cái hợp âm mà lila 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 mang cái tính ẩn dụ muốn nói rằng là gì âm thanh của sự sống sẽ quay lại một vòng đời mới lại bắt đầu và nền nghệ thuật lại tiếp tục. Loca hiểu được điều đó và chính Thanh Thảo cũng đã thấu hiểu được cái sự dứt khoát của Ca cái việc mà ông đến với cái tâm thế, ông đến với đến cái chết đến với cái chết trong một cái tâm thế như thế nào và chúng ta thấy rằng là ai rồi cũng sẽ phải ra đi, vấn đề là cái tư thế, cái dáng vẻ, cái tâm thế của con người đó như thế nào và đối với Loca chúng ta dành một sự trân trọng, một cái sự ngợi ca hình ảnh của một con người rất là đẹp, đẹp ngay trong cái tâm thế đến với cái chết. Có thể khẳng định rằng trái tim đã ngừng nhịp đập nhưng khát vọng tự do và cách tân nghệ thuật thì sẽ còn mãi, còn mãi trong trái tim của nhân loại, còn mãi trong tất cả mọi người, đấy là hình ảnh của Loca. Đến với chúng ta. Trong uh, tác phẩm này thì nhà thơ Thanh Thảo đã sử dụng cái uh, những cái thủ pháp nghệ thuật rất là độc đáo, uh, đó chính là cái bút pháp uh, tượng trưng siêu thực. Chúng ta thấy là nội dung của uh, những cái đoạn thơ uh, các bạn đấy đặc điểm của bài thơ này là không có viết hoa ở đầu dòng này, đúng không? Những câu thơ rất là tự do, nó giống như những cái ghi chép hết sức ngẫu hứng của Thanh Thảo khi ông cảm nhận được về uh, Loca À, nói cách khác là tất cả bật lên trong ông như một cái gì đã, đã có sẵn không cần phải trau chuốt về quá nhiều về cái hình thức thơ mà tất cả đều hiện lên hết sức tự nhiên hết sức sinh động thơ đối với thanh thảo như hơi thở như là sự ngẫu hứng như là cái chảng cỏ ở ngoài kia bất tận và là tuyệt đẹp chúng ta thấy rõ là nhà thơ thanh thảo đã sử dụng rất nhiều những cái thủ pháp trong lối viết tượng trưng siêu thực và thể hiện được cái gì. Trước tiên chúng ta cảm nhận ra được rằng là trong toàn bộ bài thơ ấy thì không có viết hoa ở đầu dòng và những câu thơ thì tương đối tự do. À, nó cho thấy được một điều rằng tất cả hiện lên như một cái ghi chép đầy ngẫu hứng của Thanh Thảo. À, tất cả những cảm xúc mà Thanh Thảo à, thể hiện trong bài thơ ấy đều là à, từ những cái mà ông đọc, ông cảm nhận về chính à, tác phẩm của Garcia Lorca, chính cuộc đời, chính số phận À, chính những cái uh, ý tưởng, uh, chính thơ của Locca đã in lên trong tâm trí của Thanh Thảo Và vì vậy tất cả những uh, cảm xúc trong bài thơ được hiện lên như những cái ghi chép hết sức ngẫu hứng Và trong bài thơ thì chúng ta thấy một loạt những cái sự tương phản rất rõ uh, Tương phản giữa cốt, sự liên tục của cốt tự sự Sự liên tục của cốt tự sự Và thứ hai là sự gián đoạn của những suy cảm Sự liên tục của cốt tự sự là gì? Từ đầu đến cuối bài thơ chúng ta thấy nó giống như là à, dòng chảy về cả cuộc đời của Garcia Loca. Lúc à, Loca à, chiến đấu trong cái không gian văn hóa của đất nước Tây Ban Nha, à, lúc người, tượng, người hình tượng Ngây Hùng Loca à, hy sinh à, đầy bi tráng và cả nỗi đau à, của mọi người khi mà chứng kiến cái bi kịch ấy thế thì cả cái tác phẩm thì nhắc lại nó giống như là sự liên tục của cốt tự sự cốt tự sự ở đây chính là về cuộc đời của Loka Thứ hai là sự gián đoạn nó lại hoàn toàn tương phản với sự gián đoạn của những cái suy cảm trong bài thơ chúng ta thấy liên tục tạo ra những cái sự tương phản trong trong những suy cảm của nhà thơ Thanh Thảo. Ví dụ như cái đoạn mà thầy và các bạn vừa mới tìm hiểu xong ấy, chúng ta thấy là hình ảnh à, giọt nước mắt vầng trăng hay hình ảnh à, hình ảnh là tiếng đàn như cỏ mọc hoang có thể hiểu đầy cái mâu thuẫn có thể đó là cái sức bất tử của nghệ thuật nhưng cũng có lúc có thể lại được hiểu đó là cái nỗi đau khi chứng kiến cái sự sáng tạo của mình trở nên phí hoài đấy là sự gián đoạn và của những cái suy cảm nó dường như là những cái khổ thơ rất khó tạo ra sự liên kết thứ hai nữa là trong bài thơ thì chúng ta thấy còn có sự kết hợp được cả cái âm nhạc và hội họa chất nhạc và chất họa trong đoạn thơ rất rõ chúng ta thấy uh, những hình ảnh đầy cái uh, cái cái nhạc điệu lila 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 uh, những cái tiếng đàn nó chảy uh, dọc bài thơ tiếng guitar nâu bầu trời cô gái ấy tiếng guitar lá xanh biết mấy uh, rồi uh, trong ngay cái đoạn thơ tiếng, uh, miêu tả tiếng guitar đấy nó còn là uh, hình ảnh của âm nhạc khi uh, chính âm thanh bị biến đổi thành những hình khối và màu sắc khác nhau những cái lối viết đậm màu sắc tượng trưng siêu thực như vậy uh, khiến cho cái bài thơ À, thoát ra khỏi những cái khuôn khổ và nó sáo mòn khi kể về hình ảnh cái vẻ đẹp bi tráng của một người anh hùng mà nó gợi những cái chiều liên tưởng mới, nó gửi gắm những cái thông điệp à, về nghệ thuật. Nó gửi gắm những cái thông điệp à, về à, hình ảnh của một người nghệ sĩ, à, một người chiến sĩ anh hùng và nhắn nhủ cho hậu thế rằng là chúng ta cần phải tiếp tục sáng tạo, tiếp tục à, phát triển để à, à, nghệ thuật nói riêng và cuộc sống nói chung giống như một cái dòng chảy không ngừng nghỉ. Đấy là bài à, đàn guitar của Loca và thầy à, um, hy vọng rằng là các bạn đã 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 hiểu hơn à, có thể cảm nhận được rõ hơn về vẻ đẹp của hình hình À, bây giờ thì thầy và các bạn sẽ đến với một nội dung khác đó là nội dung là thầy sẽ quay lại với bài nghị luận cái bài câu 3 điểm ý thì chúng ta nhớ rằng là buổi cách đây vài số thì thầy cũng đã cùng các bạn tìm hiểu cái bài nghệ thuật bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý thế thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái dạng nghị luận mới thế thì trước khi chúng ta đến với một cái dạng nghị luận đó thì thầy cũng sẽ tái hiện lại với các bạn xem là cái câu nghị luận xã hội như thế nào vì một số bạn có thể là chưa xem kịp cái số đó số trước về thầy nói về phần nghị luận nha. Chúng ta nhớ rằng là câu nghị luận là câu mà chiếm 3 điểm trên tổng số 10 điểm. Chúng ta phải viết 600 chữ và thời gian làm bài thì thầy tính toán thôi là chúng ta chỉ viết khoảng độ tầm 60 phút, có nghĩa rằng chúng ta viết hai trang hoặc là trang rưỡi trong vòng 60 phút. Thứ hai nữa là chúng ta có cái dạng bài về nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Cái này thì các bạn là có thể xem lại trên website của chương trình và cái trang Facebook của chương trình chinh phục kỳ thi của VTV7 và thứ hai là nghị luận về một vấn đề xã hội thì đây là cái phần mà hôm nay chúng ta cùng thảo luận đây và yêu cầu với một bài viết như thế nào thầy xin tái hiện lại yêu cầu với một bài viết trước tiên là có ba cái yêu cầu sau một là phải có một vẻ đẹp về cấu trúc Phải có mở ba phần mở thân kết và chắc chắn khi như thế là nếu như chúng ta thiếu một phần là chúng ta bị trừ ngay điểm đấy thường là bị trừ 0,25 cho đến 0,5 điểm nếu như các bạn làm cho bố cục nó không rõ thứ hai là chúng ta phải có cường độ của cảm xúc cường độ cảm xúc ở đây là trong bài viết phải thể hiện được cái cảm xúc của bản thân mình à, trước một hiện tượng trước một tư tưởng chúng ta phải có bày tỏ cái cảm xúc và thứ ba là chúng ta phải có chiều sâu của tư duy ba cái điều này nó tạo ra sự gắn kết rất là hài hòa với nhau cường độ cảm xúc à, vẻ đẹp của cấu trúc và chiều sâu của tư duy chiều sâu của tư duy ở đây thì muốn nhấn mạnh ngại là cái sự mạch lạc rồi dẫn chứng đưa ra phải như thế nào Đấy nhá đấy là ừ thì tái hiện lại và các bạn phải nhớ thầy ba cái này chứ đừng có chúng ta cứ chăm chăm chỉ viết rất kỹ nhưng mà chúng ta không có cảm xúc gì cả. Hoặc là chúng ta viết bố cục rất đẹp nhưng mà cũng tư duy rất là lộn xộn, nó không mạch lạc thì bài viết nó cũng không không đạt yêu cầu đâu. Thầy nghĩ rằng là ba cái này chúng ta phải uh, trong đầu chúng ta viết luôn. Đấy khác là khi các bạn làm bài văn ý, thì các bạn phải cố gắng lập dàn ý này. Các bạn phải đưa thêm uh, những uh, cái, cái 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 cảm xúc của riêng mình vào trong đó. Tất nhiên là đưa cảm xúc của riêng mình thì chúng ta phải chú ý được những yêu cầu mà đề thường đưa ra yêu cầu là phải gì? Thứ nhất là phải có những hiểu biết về đời sống xã hội. Thứ hai là chúng ta phải có kỹ năng tạo lập văn bản, tức là cái cấu trúc và bày tỏ quan điểm riêng, đương nhiên nó cũng chính là một phần là cái cảm xúc của chúng ta rồi. Tuy nhiên, cái lý lẽ ấy, khi anh bày tỏ cái tạo lập văn bản này này, phải hiểu biết này, anh phải có cái lý lẽ và căn cứ xác thực chứ không phải chúng ta nói bừa. Chúng ta không thể nào nêu ra những cái quan điểm nó quá mang tính cá nhân và đương nhiên là chúng ta cần phải có một cái thái độ hết sức nghiêm túc phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nhiều bạn vì uh, làm bài mà đưa quá nhiều quan điểm cá nhân làm cho cái bài viết nó bị uh, lệch hẳn về một phía và chính cái việc lệch những cái về phía đấy làm cho cái bài viết của các bạn nó thiếu hẳn đi cái sức thuyết phục. Nhá? Thầy lưu ý với các bạn, đây là những yêu cầu của đề uh, một bài văn nghị luận mà các bạn phải làm. Thầy hy vọng rằng là các bạn sẽ viết để làm sao chúng ta được 2,25 hoặc 2,5 2, mà cố gắng 2,75 thì càng tốt trên 3 điểm đó. Nếu các bạn nào viết được 3 điểm bài bình nghị luận xã hội thực sự là bài viết hoàn hảo rồi. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày trọng đại của các sĩ tử. Ngày mùng 1 tháng 7, ngày kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ bắt đầu. Các thí sinh, hãy chinh phục kỳ thi với VTV7. Các em hãy sẵn sàng để hệ thống lại kiến thức. Sẵn sàng tiếp nhận bí quyết. quyết. Đi ăn cao. cao. hãy cùng chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Với các thầy cô giáo uy tín và có nhiều năm ôn thi đại học các môn toán, ngữ văn, tiếng anh, vật lý, hóa học và sinh học, 16 giờ và 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Hãy truy cập facebook và website của chương trình để làm bài tập trắc nghiệm và tương tác trực tiếp với các thầy cô giáo. VTV7 cùng bạn chinh phục kỳ thi. Bây giờ thì thầy và các bạn sẽ cùng đến với một cái dạng đó là nghị luận về một vấn đề xã hội à, hay là một nghị luận về một cái vấn đề được đặt ra à, hoặc là một cái hiện tượng xã hội. À, thì chúng ta có nhiều cách nói khác nhau Nhưng mà thầy đặt như thế này để chúng ta dễ cảm nhận rằng là một cái vấn đề đang xảy ra ở trong xã hội Thế thì thầy nói đưa dàn ý để cho nó đơn giản Thế thì dàn ý thì cũng trước tiên là nó sẽ có 3 phần mở thân kết thôi Thế mở bài là chúng ta phải giới thiệu được cái vấn đề Thường những vấn đề này là những vấn đề mà nó đang gây cái dư luận Hoặc là thu hút cái sự chú ý của mọi người Thứ hai là về thân bài khi chúng ta giải quyết vấn đề thì nó chia làm hai cái phần nhỏ như sau. Một là chúng ta phải miêu tả miêu tả tức là chúng ta phải tái hiện lại cái hiện tượng được nêu trong đề bài một cách nó ngắn gọn nhất dựa trên sự hiểu biết của chúng ta trong bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý thì cái uh, phần này là phần giải thích thì cái phần này cũng cũng thực ra là cũng là phần giải thích thôi nhưng mà chúng ta phải miêu tả lại cái hiện tượng một cách ngắn gọn nhất phần này thì các bạn viết uh, tương đối thôi vì thường là nó chỉ chiếm khoảng độ tầm 0,5 điểm chứ các bạn viết mà dài cả cái bài nó dài 600 chữ, riêng cái phần miêu tả này các bạn tham lam quá, các bạn thể hiện mình quá. Các bạn lại viết 4 500 chữ thì bài của các bạn hoàn toàn bị lệch nhà lạc đề. Thứ hai là chúng ta phải bàn luận. Bàn luận ở đây thì theo thầy là chúng ta nên nói tới hai vấn đề. Một là chúng ta phải nói đến cái tác động. Tác động ở đây thì đương nhiên là có tác động tốt và tác động xấu rồi. Đúng không? Tác động tiêu cực, tác động tích cực. Và thứ hai là chúng ta phải nói về cái nguyên nhân trong cái nguyên nhân này ấy, thì chúng ta lại phải xem những nguyên nhân mang tính chủ quan này những nguyên nhân mang tính khách quan này những nguyên nhân chủ quan khách quan đó có tác động là là, cái hệ quả uh, như thế nào và chính khi chúng ta tìm hiểu được những nguyên nhân chủ quan những nguyên nhân mang tính khách quan đó ấy, thì chúng ta sẽ đến với phần kết bài lúc đó chúng ta sẽ nêu cái phần giải pháp giải pháp này thì đương nhiên là chúng ta sẽ giải quyết chính cái nguyên nhân này rồi đúng không giải pháp là nguyên nhân thế thì sắp xếp như thế này để cho chúng ta thấy nhá khi chúng ta miêu tả xong chúng ta nhấn mạnh cái tác động tốt hoặc xấu của hiện tượng, để rồi chúng ta nói rằng là ở ừ, cái nguyên nhân nào nó dẫn tới cái cái điều đó, để rồi ở phần kết thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp để khắc phục chính những nguyên nhân đó. Bố cục này thì theo thầy nó hợp lý. Tất nhiên là các bạn tùy từng bài một các bạn có thể đảo phần à, nguyên lên trước, tác động lên sau cũng được, không sao hết. À, tuy nhiên là theo thầy nên chúng ta nên có cái cái bố cục như vậy. À, và dù gì cũng phải có tác động, có nguyên nhân và có cái giải pháp để giải quyết được cái vấn đề này. Bây giờ thì thầy và các bạn sẽ cùng nói luôn một cái ví dụ thực hành đi. Chắc hẳn là bây giờ chúng ta vẫn còn đang 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 thầy có một cái ví có một cái hiện tượng mà thần thầy nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn là liệu rằng năm nay đề thi có ra không. Thực ra thì thầy chỉ muốn nói rằng là đề thi thì có thể là chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm thế cho bất cứ điều gì có thể xảy ra, đúng không? Thế riêng với đề thi này đề thi gì? À, đây, có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ trở nên ngắn và dễ dàng đến thế. À, đây chỉ là một câu nói theo kiểu để dẫn dắt thôi nhé. Và sau đó thì người ta đặt ra vấn đề của chúng ta là gì? Anh chị hãy suy nghĩ về vấn nạn an toàn, à, vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay và à, là thế hệ tương lai của đất nước. Anh chị sẽ à, làm gì để góp phần giải quyết cái vấn đề này? Như vậy rõ ràng à, từ câu nói của đại biểu quốc hội Trần Ngọc Vinh như này, người ta nói tới cái Vấn đề đó là thực phẩm bẩn hay gọi là vấn đề là mất an toàn à, Vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm Đây là một vấn đề đang bước thiết, đang xảy ra trong cuộc sống Thế thì trước cái vấn đề này thì chúng ta sẽ uh, có những cái ý kiến như thế nào Chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào Thế thì trước tiên về phần mở bài thì thầy nghĩ rằng là mở bài thì chúng ta nói ngắn gọn thôi Thế thì uh, trong phần uh, mở bài uh, chúng ta được ghi đơn giản Thế thì phần thân bài chúng ta có cái gì Thân bài ở đây chúng ta trước tiên chúng ta miêu tả lại Nha các bạn miêu tả lại thì các bạn phải miêu tả rằng là uh, chúng ta miêu tả rằng đây là cái thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm một cái vấn đề đang xảy ra hàng ngày hàng giờ uh, và uh, chính vì vậy mà uh, chúng ta phải tung ra những cái số liệu dẫn chứng ví dụ như là đấy thầy muốn nói là có bao nhiêu uh, uh, ca nhiễm bệnh rồi người ta tìm thấy uh, trên báo đài ấy. đây là một cái kinh nghiệm là thầy khuyên các bạn phải nên đọc thật nhiều báo chí đọc thật nhiều báo chí thì chúng ta hình thành trong đầu có thể cái số liệu nó không phải là chính xác nhất theo cái kiểu là 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 có bao nhiêu kg hay tấn mỡ hay là cái gì ấy. thực ra chúng ta chỉ cần nắm cái số liệu tương đối thôi bởi vì chẳng ai có thể nhớ được tất cả nhưng chúng ta nói được những cái dẫn chứng đấy những cái số liệu để làm sao cho cái phần miêu tả này viết 5 đến 7 dòng à, tái hiện lại cái hiện tượng đang xảy ra thôi và chúng ta sẽ phải bàn luận cái tác động này phân tích cái nguyên nhân và đưa ra cái giải pháp Thế thì thầy sẽ nói cụ thể hơn đi sâu hơn vào cái à, tác động. Một vấn đề xảy ra cuộc sống này, phần giải thích rồi nhá, phần miêu tả rồi nhá. Thế thì tác động như thế nào? Trước tiên xác định đây là một cái hiện tượng tiêu cực đã, đúng không? Hiện tượng tiêu cực thì bao giờ cũng gây ra những cái hệ quả rất là xấu. Chúng ta phân biệt rằng là có những cái hiện tượng tích cực nhá, thì tạo ra những cái điều rất là tốt đẹp. Ở đây là hiện tượng tiêu cực gây ra những hệ quả xấu. Hệ quả xấu là gì? Trước tiên nó ảnh hưởng xấu trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng khi ăn phải cái thực phẩm mà à, bẩn hay nói cách khác là cái thực phẩm mà nó mất an toàn vệ sinh à, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng ví dụ như là ngộ độc thực phẩm như là ung thư thậm chí gây đến tử vong và ảnh hưởng đến cả cái thế hệ tương lai lâu dài nữa người ta sử dụng những thực phẩm đó gây ra những cái ca ngộ độc à, rồi à, không hiếm những cái trường hợp tử vong rồi à, khi những cái à, thực phẩm bẩn mà chứa đựng những cái chất gây uh, ung thư gây bệnh tật thì nó tồn tại lâu ngày trong cơ thể con người và rồi đến một lúc nào đó nó nó phát tác. À, thế thì chính vì vậy mà cái tỷ lệ mà nhiễm uh, ung thư ở nước ta là tương đối cao à, so với uh, các nước uh, trên thế giới. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái gì? Nó ảnh hưởng đến trực tiếp người tiêu dùng thì uh, nó còn ảnh hưởng đến cả người bán nữa, bởi vì người tiêu dùng người ta mất hết cái niềm tin và những người bán hàng chân chính cũng suy giảm luôn cả cái uy tín. Nghĩa là chỉ người ta gọi là con sâu làm dầu nồi canh có những người mà người ta dùng thực phẩm người ta buôn bán một cách chân chính người ta trồng rồi người ta chế biến trồng cấy chế biến chăn nuôi những cái thứ thực phẩm sạch thế rồi đến khi mà một vài người có cái 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 hiện tượng là tạo ra cái thực phẩm mà không không an toàn ấy thì lại dẫn tới một số người khác cũng bị ảnh hưởng giảm ngay cái uy tín của chính cái người bán người ta bán thực phẩm bẩn này và lây lây lan cái 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 hiện tượng là mất niềm tin sang những người tiêu dùng người tiêu dùng không hoang mang không biết rằng mình phải mua cái gì mua ở đâu mất hết niềm tin mà mất hết niềm tin là mất quá nhiều thứ rồi còn những cái tác động khác nữa tất nhiên cái này thì thầy chỉ gợi ý để các bạn cùng xem là như nào tác động trực tiếp đến cái đối tượng tác động thứ hai là tác động đến đến bản thân mình rồi đến người khác ảnh hưởng đến người khác bao giờ chúng ta cũng như thế có thể tác động đến túi tiền, tác động đến sức khỏe, tác động tới uh, niềm tin, uh, tác động tới uh, cái tâm lý rất nhiều những cái tác động khác nhau và ở đây là gây ra những cái tác động xấu như vậy. Cái thứ hai là chúng ta bàn đến nguyên nhân. Vậy thì điều gì đã gây ra cái hiện tượng này? Điều gì đã tạo ra uh, một cái thực một cái hiện tượng là có, có có nhiều cái thực phẩm bẩn, thực phẩm bất an toàn đang đang được trên đang có trên tồn tại trên thị trường và 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 ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như là cái niềm tin của người tiêu dùng như thế. Thế thì chúng ta thấy cái nguyên nhân đầu tiên đó là lòng tham, lòng tham ở đây là người những cái người bán ấy, người chế biến ấy, cái người chăn nuôi, người trồng trọt ấy, họ đã vì cái lợi nhuận, vì cái sự ích kỷ, vì cái sự thiếu hiểu biết của mình à, để, à, để 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 là người làm người ta như thế nào à, để người ta buôn bán kinh doanh, người ta làm ra những cái thứ thực phẩm đấy. Và chính khi người ta làm ra những thứ thực phẩm đó, ý, à, người ta đặt cái lợi nhuận cái 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 tiền bạc lên trên tất cả người ta đã hại người khác rồi lối sống đấy là lối sống ích kỷ lối sống vi phi đạo đức cái lối sống mà chúng ta đáng phải à, lên án đấy, đáng phải loại bỏ như vậy đầu tiên là xuất phát từ người bán người chế biến tất nhiên cũng có một phần nữa là do chính cái yêu cầu của người tiêu dùng đôi khi người tiêu dùng ấy à, tôi nói thật là người tiêu dùng đôi khi hay thích mẫu mã ví dụ là họ rau chẳng hạn phải là rau không có sâu phải là xanh mướt Thế thì người bán hàng người ta lại 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 phải sử dụng những cái phương pháp nào đó để có thể tạo ra cho rau lúc nó cũng sạch xanh mướt. Đấy, đúng không? Người ta thích ăn thịt nạc thì người ta phải dùng chất tạo nạc thôi. Tôi nói ví dụ thế. Thế là khi chúng ta chúng ta cũng hết sức tỉnh táo để đặt ra những cái nhu cầu rất là vừa phải làm sao tất nhiên nhu cầu thì là 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 của mỗi người rồi đúng không không thể nào mà có những hạn chế được nhu cầu tuy nhiên là chúng ta cũng cần cân nhắc để lựa chọn cho mình những cái thứ thực phẩm nó hợp lý đấy cái thứ hai nữa là do cả cơ quan các cái cơ quan quản lý nữa à, họ chưa đủ nguồn lực chưa đủ chế tài để có thể uh, xử lý uh, quản lý và xử phạt những cái người mà buôn bán uh, hay là chế biến những cái thứ thực phẩm bẩn này À, những cơ quan quản lý vẫn uh, chưa thể làm cho người dân những người trồng trọt hay những người chăn nuôi ấy, họ có thể là 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 biết được thế nào là an toàn uh, để mà sử dụng và khi không không quản lý được thì uh, khi không quản lý được thì dẫn tới là người ta cứ buôn bán một cách tự do và tất nhiên là thầy cũng thấy rằng là các cơ quan chức năng ấy người đã rất tích cực nhưng mà cái nguồn lực thực sự là vẫn chưa đủ để có thể À, bao quát được có thể là xử lý được tất cả những cái tình huống tất cả cái Nên cái cái điều xảy ra. Thì nghĩ là cần phải, phải thay đổi. Thế thì cái giải pháp đặt ra ở đây là gì? Cái giải pháp ở đây ấy, thứ nhất là chúng ta phải thay đổi chính cái nhận thức, cái ý thức của chúng, chính ta, ấy. chính chúng ta phải thay đổi thôi. của người bán, mỗi người bán hàng cần phải ý thức được rằng là lợi nhuận thì quan trọng nhưng cái chữ tín và sức khỏe của người tiêu dùng còn được đặt lên hàng đầu. Vì dù gì chắc nữa, con người vẫn là cái vốn quý nhất, đúng không? À, để nâng cao chất lượng và chính những người mua hàng, tức là tôi và các bạn cùng phải trang bị cho mình một cái kiến thức rất là 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 Bây giờ, chúng ta đây đây nói đến kỹ năng sống rất nhiều đúng không? thì chúng ta cũng phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức phân biệt những cái loại thực phẩm khác nhau, à, rồi chúng ta chọn được những cái địa chỉ uy tín để chúng ta mua hàng, chúng ta chọn được uh, nhìn và quan sát được những cái thứ thực phẩm nào là sạch, thực phẩm đó bẩn, chúng ta quan tâm đến nguồn gốc rất rõ ràng của những thứ thực phẩm đó thì theo tôi là cũng chúng chúng ta không chống lại được bệnh tật như chúng ta có thể 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 um, khi nó đi vào người chúng ta nhưng mà chúng ta hãy chặn ngay con đường khi nó trước khi nó đi vào trong người chúng ta đi đúng không? Tất nhiên chúng ta không thể không ăn được. Đấy. À, thứ hai nữa là chúng ta cần phải có cái tiếng nói đấu tranh phê phán. Các cơ quan chức năng cần phải xử lý một cách nghiêm minh à, và um, những cái người mà cố tình vì lợi nhuận mà làm mất an toàn thực phẩm theo thầy là khi chúng ta kết hợp được cả chủ quan lẫn khách quan bản thân người mua hàng người bán hàng những cơ quan chức năng quản lý thì cái hiện tượng là cái việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm nó sẽ hạn chế và sẽ dần dần mất đi vì như vậy thì chúng ta mới bảo đảm được cái sức khỏe của chính chúng ta và đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng cần phải phải, phải quan tâm thì hy vọng rằng là những người mà đang tất nhiên tất nhiên là thấy hy vọng rằng là chúng ta sẽ sẽ cùng tuyên truyền nữa cái việc tuyên truyền cho chính gia đình chúng ta cho mọi người về cái việc an toàn thực phẩm và giữ gìn cái vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, đặc, đặc biệt là đặt cái lương tâm của cái người bán hàng lên hàng đầu ấy là cái điều rất là quan trọng. sẽ tiếp tục với các bạn ở một đề thứ hai đó là cái đề là thừa thầy thiếu thợ đang là một vấn đề nan giải đối với cơ cấu lao động của nước ta và anh chị có những cái suy nghĩ như thế nào về cái hiện tượng này và chúng ta cũng có thể đưa ra những cái giải pháp nào hợp lý để có thể xử lý cái hiện tượng là thừa thầy thiếu thợ và như vậy rõ ràng là cái đề mà được ra đưa ra ở đây ấy, đó là thừa thầy thiếu thợ nhá là một vấn đề nan giải này lao động của nước ta này. Thế thì mở bài thì chúng ta cũng gặp lại một cái mở bài tương tự như lúc nãy thôi là chúng ta thấy rằng đây là một cái hiện tượng đang được uh, xã hội quan tâm. Uh, xã hội quan tâm rất nhiều vì uh, nó và đặc biệt là với giới trẻ ấy, thì lại càng uh, càng càng quan tâm hơn nữa vì chúng ta chính là người sau này có thể trở thành uh, thầy hoặc thành thợ. Chúng ta rồi ra trường chúng ta sẽ phải đi học rồi chúng ta sẽ phải đi làm và chúng ta sẽ tham gia vào chính cái cơ cấu xã hội lao động này, cơ cấu lao động này để mà chúng ta uh, có công an việc làm để chúng ta sinh sống nữa, đúng không? Vậy thì khi nhận thức được về cái cơ về cái việc là thừa thầy thiếu thợ, chúng ta sẽ có những cái định hướng rõ ràng hơn trong cái việc là chúng ta học cái gì phù hợp với chúng ta ra sao. Thế thì một vấn đề được xã hội quan tâm, xã hội ở đây không chỉ là mọi người mà còn đặc biệt các bạn nên nhấn mạnh vào chính bản thân mình. Thế thì phần giải thích thì chúng ta sẽ nhấn mạnh cái gì? Trước tiên chúng ta miêu tả lại cái thực trạng là rất nhiều những cái sinh viên uh, cao đẳng và đại học ra trường là thường là thất nghiệp, cái số lượng này rất là nhiều, Đấy. Uh, cái tỷ lệ mà họ có việc làm lại còn làm đúng với cái việc mình với cái ngành mình học nữa thì nó càng uh, ít hơn. Đây là cái hiện tượng đang xảy ra trong thực tế và các bạn cần phải sử dụng những cái số liệu, ví dụ như là uh, theo tôi là có hơn 200.000 uh, sinh viên ra trường uh, mỗi năm nhưng mà cái tỷ lệ có việc làm rất là thấp. Uh, thứ hai là uh, ở cái thợ lành nghề. Ấy, ở một cái vương diện khác thầy thì đây rồi thiếu việc làm đúng không hoặc làm trái nghề trái ngành còn thợ thì sao thợ thì uh, có thợ nhưng mà lại thiếu những người thợ lành nghề thiếu những người thợ có uh, tay nghề cao à, có nghĩa là những người giỏi ấy, đôi khi họ lại cứ thích đi học uh, để làm sinh viên rồi uh, trong các trường cao đẳng đại học uh, rồi uh, đáng ra những người đó có thể sẽ trở thành những người thợ lành nghề như nào tư duy bao giờ cũng cũng có thể tốt hơn chẳng hạn nhưng mà họ lại không làm và có những cái người mà à, học ở trong cái môi trường là à, học nghề để trở thành những người thợ nhưng mà cũng lại chưa thử thành những người thợ có tay nghề cao Đấy là cái hiện tượng đang xảy ra trong cuộc sống và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cơ cấu xã hội cụ thể là như thế nào và chúng ta sẽ bàn luận à, đường tác động nguyên nhân nha chúng ta sẽ bàn luận là như sau à, trước tiên chúng ta sẽ nhấn mạnh rằng là cái tác động đầu tiên đó là chữ lãng phí các bạn phải chú ý cho thầy chữ lãng phí tác động đầu tiên là lãng phí rất nhiều thứ. Khi người ta mất cơ cấu, thừa thầy thiếu thợ thì lãng phí cái nguồn lao động chất lượng cao. Chỗ thì thừa, chỗ thì thiếu. Và những cái chúng ta đang ở cái cơ cấu tức à, là chúng ta đang ở cái gọi là dân số vàng đây là cơ hội. Dân số vàng tức là cái độ tuổi những cái người lao động có học có thể là tiếp thu những cái kiến thức ở trong trong các trường cao đẳng đại học hoặc là trong các cái à, trường nghề ấy rất là tốt và cái cơ cấu cái cái tỷ lệ dân số vàng này có thể giúp cho chúng ta kích thích cái sự phát triển của xã hội. À, tuy nhiên rằng là khi à, việc là thừa thầy thiếu thợ quá nhiều những người học trong trường cao đẳng đại học nhưng thiếu những người thợ lành nghề mà thầy vừa nói với các bạn ở phần miêu tả ấy, sẽ dẫn tới việc lãng phí chính cái nguồn lao động cái việc là dân số vàng đấy nguồn lao động này à, có những chỗ mà à, rất thừa thiếu nhiều sinh viên nhưng mà cũng có, có chỗ thì lại rất là thiếu những cái người lao động lành nghề, những cái công ty, những cái xí nghiệp mà cần những người lao động lành nghề thì chất lượng cao để có thể làm ra những cái sản phẩm tốt ấy, à, vượt trội ấy thì lại không có. Mà những cái nơi mà ví dụ như ngay ở trong uh, cái ngành đó là ngành uh, giáo dục chẳng hạn, thì mỗi năm là có rất nhiều sinh viên uh, uh, sư phạm ra trường. Uh, tuy nhiên rằng là, là tỷ lệ các uh, sinh các bạn uh, sinh viên sư phạm ra trường có việc làm được đi giảng dạy là tương đối ít và nó dẫn tới một cái hiện tượng là rất nhiều những cái bạn ví dụ như ở lớp uh, thầy đã từng uh, lớp thầy ấy, thì có rất nhiều những cái bạn mà sau này ra trường đã không làm việc ở những cái môi trường sư phạm mà chúng ta nhìn thấy một điều rằng là các cái môi trường sư phạm đang được uh, miễn học phí và như vậy là lãng phí rất nhiều những nguồn lực về mặt đào tạo như vậy thì dẫn tới cái lãng phí cái nguồn lao động chất lượng cao như thế À, thứ hai là nó gây gánh nặng đến trực tiếp tới gia đình đến xã hội và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế đối với mình ý, thì chúng ta sẽ cảm giác là rằng là khi chúng ta ra trường và chúng ta không có việc cái tâm lý nó bất ổn lắm à, và chúng ta bơ vơ chúng ta không biết là mình sẽ phải làm những cái việc như thế nào à, và ra sao chúng ta cảm giác rằng là phí hoài những năm tháng của tuổi trẻ rồi chúng ta sẽ trở thành cái kẻ ăn bám lại chính gia đình gia đình đã bố mẹ chúng ta đã mất rất nhiều công sức tiền bạc để nuôi chúng ta À, ăn học và cuối cùng là ra trường cũng chưa thể có cái việc làm một lần nữa chúng ta lại là gánh nặng cho chính gia đình và những cái người mà thất nghiệp như vậy lại ảnh hưởng tới cái xã hội sự phát triển kinh tế của xã hội điều này thì rất là rõ rồi đúng không à, đáng ra tuổi trẻ là tuổi để chúng ta lao động tốt nhất cống hiến cho xã hội thì lại chúng ta lại là, là những người mà không có cơ hội như thế thực ra không phải nó xuất phát từ việc là chúng ta đã làm mà không muốn làm việc mà nó đã xuất phát từ chính việc là cơ cấu lao động uhm, lệch như vậy dẫn tới việc chúng ta không có cơ hội để thể hiện được à, mình nên là à, đây là hiện tượng đang xảy ra và gây rất là nhiều cái bức xúc khi lãng phí cái nguồn lực lao động rất là quý giá à, chất lượng cao và thứ hai là gây ảnh hưởng tới cái gánh nặng về văn hóa kinh tế xã hội và rõ ràng các bạn để ý mà xem những người thất nghiệp ấy, thì lại thường là là có thể là tìm mọi cách để có thể có việc làm hoặc làm những công việc nó nó có thể là sai trái Đấy, ảnh hưởng tới cả cái uh, an ninh trật uh, tự nữa, đây là cái điều mà nó xảy ra hàng ngày hàng giờ, à, nhàn cư vi bất thiện mà nó ảnh hưởng như vậy và uh, cái cái công việc mà có việc làm đôi khi chúng ta lại phải thuê hẳn cái cái người, cái người thợ ở nước ngoài chẳng hạn, trong khi đó nguồn lực của chúng ta rất nhiều, hoặc là những cơ sở mà muốn uh, có được cái nguồn chất lượng cao lại phải tốn thêm cái tiền bạc để đào tạo lại họ nữa thì cũng cũng bằng đáng ra là cho luôn họ đào tạo nghề và và họ có thể đi làm luôn thì lại à, tốn rất nhiều công sức để có thể tạo ra được một người lao động lành nghề. À, đến cái nguyên nhân nào đã dẫn tới cái hiện tượng này thì các bạn cũng thấy rất rõ là đầu tiên là chữ nhận thức chưa đúng đắn về nghề nghiệp, cái tâm lý của gia đình của cha mẹ của hay cả bản thân chúng ta cũng nghĩ rằng là có những nghề nó nó là cao quý à, là phải làm những nghề viên chức, làm những nghề mà à, ví dụ như là bác sĩ, kỹ sư hay là giáo viên hay là làm những nghề mà nó đòi hỏi mà gọi là tri thức. Ý. Trong khi đó thì còn lại phân biệt rằng những nghề lao động chân tay là những nghề mà nó chưa được. Thực ra chúng ta phải nhìn thấy một uh, điều rằng là không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người mà chính con người bằng cái sức lao động của mình đã làm danh giá cho nghề nghiệp. Chúng ta phải nhận thức một điều là không có nghề nào là nghề cao quý, nghề thấp hèn mà cần phải thấy rằng là tất cả những nghề nào mà làm ra sản phẩm uh, cống hiến của cải vật chất cho xã hội ý, thì những nghề đó là được nghề cao quý mà cái nhận thức nghề cao quý nghề thấp hèn nó ảnh ảnh hưởng trực tiếp và chúng ta cứ lao vào học bằng mọi cách phải trở thành những người gọi là người thầy những người mà có tri thức chẳng hạn là sinh viên rồi à, không chỉ học đại học đâu có người thất nghiệp rồi thậm chí là cố học lên cao học đấy hiện tượng đang xảy ra đấy à, rồi thứ hai là việc hướng nghiệp ở các cái trường phổ thông ấy nó 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 còn kém đến cái lớp 12 tức là cuối cấp rồi đáng ra là chúng ta phải định hướng nghề nghiệp ngay từ khi chúng ta mới bước chân vào cái trường phổ thông ví dụ trường à, à, cấp 2, cấp 3 để các em học sinh có thể định hướng rằng mình có những cái điểm mạnh, đấy, điểm mạnh thiên hướng về gì? À, chúng ví dụ như là hoặc là chúng ta có những điểm yếu gì để chúng ta khắc phục để chúng ta thay đổi, chúng ta định hướng là chúng ta nên làm gì. Ở một số nước tiên tiến ý là học sinh ngay sau khi tốt nghiệp ở cấp 2 à, tức là tốt nghiệp à, bậc trung à, cơ sở À, sau 15 tuổi là họ có quyền lựa chọn luôn được là họ sẽ tiếp tục học uh, phổ thông tiếp tục lên cao hoặc là họ tiếp tục vào các cái trường nghề và thậm chí là lương ở những cái người mà lao động uh, uh, ở những trường nghề sau khi tốt nghiệp ra còn cao hơn cả lương của những người thầy mà thầy ở đây tức là những cái người mà lao động có khi bằng trí óc người ta còn đề cao những cái người lao động chất lượng cao mà vì vì vậy là cái việc định hướng nghề nghiệp này nó còn chưa thực sự tốt để có thể giúp đỡ được cho các em học sinh có cái, cái cái định hướng được tương lai cho mình và thứ ba cái này thì cũng rất rõ rồi đó là chưa tạo được sự gắn kết giữa thực uh, giữa đào tạo và thực tế cuộc sống thực tế cuộc sống ở đây là những nhu cầu thực tế của chính những cái cái nhu cầu thực tế của chính những cái cơ sở sử dụng lao động những cái nhà máy xí nghiệp uh, rồi những cái công việc lao lao động như vậy cần những cái nghề nghiệp như thế nào thì uh, cần nhà trường phải hiểu được điều đó có thể là những cái nhà máy xí nghiệp những cái cơ sở sử dụng lao động ý, họ có thể là phải tiếp cận với các cái môi trường đào tạo nhưng ở đây lại không không tạo ra được sự gắn kết như vậy và dẫn tới việc là đào tạo thì một đường còn việc sử dụng lao động lại là một đường khác thế thì làm sao mà tạo ra được sự gắn kết và hiện tượng là thừa thầy thiếu thợ diễn ra là chuyện đương nhiên đúng không Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần giải pháp. Giải pháp thì thầy nhắc lại với các bạn một lần nữa đó là chúng ta cần phải xử lý chính những nguyên nhân như thế này đấy là một cái mẹo để chúng ta xử lý thôi giải pháp như nào trước tiên anh phải nhận thức đúng đắn hơn về nghề nghiệp của mình không phân biệt nghề nào cao quý nghề nào thấp hèn mãi phân biệt nghề nào đóng góp cho xã hội một cách chân chính và làm ra của cải vật chất nuôi sống bản thân mình làm giàu cho gia đình cho xã hội đấy là nghề mà chúng ta cần phải quan tâm đáng chú ý theo thầy là nên nhận thức đúng đắn hơn với cha mẹ với gia đình với bản thân chúng ta thứ hai là nâng cao hiệu quả của công tác hướng nghiệp chắc chắn rồi các thầy cô uh, rồi gia đình cần phải hướng cho con cái mình à, theo những cái điểm mạnh điểm yếu của con cái không phải cứ chăm chăm lao tất cả vào à, việc à, học tại à, dạ, giảng đường đại học gần đây thì thầy thầy có một cái thông tin rất thú vị mà cũng rất là tốt đó là có những nơi đến hơn 70% phần trăm các bạn đã không đăng ký thi vào các trường cao đẳng đại học không đăng ký thi đại học mà chỉ đăng ký thi tốt nghiệp và hẳn nhiên các bạn sẽ cái những cái xu hướng như vậy có nghĩa là các bạn đã cũng dần dần nhận thức được một điều rằng là cái việc chọn giảng đường đại học đại giảng đường đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công còn rất nhiều những con đường khác nữa con đường học nghề con đường trở thành những cái người lao động mà có tay nghề cao đó là một cái à, sự phát triển một cái nhận thức rất là mới và cũng rất là đúng đắn và các bạn thấy rất là vui khi có một cái thông tin như thế và các bạn chú ý thứ hai là cần phải có một sự gắn kết mạch lạc hơn và cũng rất là rõ ràng hơn nữa với giữa cái cơ sở đào tạo và cái trường và cái nhu cầu của xã hội rõ ràng là những cái cơ sở đào tạo cần phải có một cái nhìn xa hơn về kinh tế văn hóa để xem nhu cầu của xã hội trong những năm tiếp theo đó là gì tạo ra sự gắn bó đó là các cái cơ cơ sở sử dụng nghề phải đến trực tiếp luôn đặt hàng tôi cần những sinh viên như thế này cần những người như thế này để chúng ta có thể làm việc À, nó uh, sâu sắc hơn và um, các cơ sở đào tạo không khác gì là một cái uh, cũng lại là một cái cơ sở để tạo ra những cái sản phẩm và sản phẩm ở đây là những người lao động lành nghề không chỉ là người thầy mà còn còn là những người thợ nữa và chính việc giải quyết những cái điều như thế thì giúp cho việc cơ cấu xã hội sẽ được cân bằng hơn Và chúng ta sẽ uh, lợi sẽ lợi dụng được chính cái cơ cơ cấu cơ, cơ, cơ dân số vàng của chúng ta để phát triển về văn hóa kinh tế xã hội đây là một cái đề mà À, giúp cho các bạn có thể vừa định hướng được cái nghề nghiệp của mình cũng như là có một cái tư duy mạch lạc hơn trong việc hình thành cái bài nghị luận là về một cái vấn đề đang lực, hiện tượng trong cuộc sống một vấn đề xã hội hiện hiện lên nó đặt đặt ra à, thầy sẽ tổng kết lại một lần nữa thì các bạn nhớ thầy nhá cái đầu tiên là giới thiệu lại ngắn gọn vấn đề thứ hai các bạn miêu tả lại hiện tượng một cách vừa phải không nên dài quá nhá thứ ba là chúng ta hãy đặt ra cái tác động tốt hoặc xấu tích cực hoặc tiêu cực À, thứ tư là bày tỏ nguyên nhân chủ quan khách quan và cái giải pháp này cố gắng liên hệ cho bản thân mình nữa để xử lý cái này và thầy hy vọng là các bạn sẽ làm tốt à, thầy sẽ còn quay trở lại với bài à, nghị luận xã hội ở một cái à, buổi gần cuối để giúp các bạn định hướng một lần nữa về cái bài nghị luận xã hội thầy sẽ cùng với các bạn à, làm một cái bài tập đọc, đọc hiểu nhé. Buổi trước chúng ta không cứ không có kịp thời gian làm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử đến với một bài thơ trích trích thơ thầy trích trong uh, bài thơ đó là nếu không thấy biển của nhà thơ Nguyễn việt Chiến. Thì chúng ta xem nhé. À, ở đây nếu quê mẹ mùa xuân xa phẳng biển, muối đời cha còn mặn chát sóng lừng, muối đời mẹ thấm vào từng mất mát, con lẽ nào lại quay mặt rừng rưng Nếu quê hương mùa hè xa cách biển, con cá đau mùa sinh nở tìm về con cá giận phận mình sao bèo bọt biển ngàn đời không có chỗ chở che nếu mùa thu nếu đất mẹ mùa thu xa vắng biển mưa sài gòn thối ướt tóc em bay thu hà nội không thơm màu cờ mới phố cô đơn đợi một mảnh trăng gầy chúng ta còn một đoạn thơ nữa nhưng mà cái dung lượng đừng đổi dài thầy thầy sẽ chỉ trích ba khổ thôi vậy có những câu hỏi nào có thể đặt ra ở đây xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên Thứ hai là xác định nội dung chính của đoạn thơ trên và nội dung ấy đã thể hiện bằng những từ ngữ như thế nào. Thứ ba là chỉ ra hai thủ pháp nghệ thuật, chỉ chỉ ra hai thủ pháp nghệ thuật nổi bật thôi nhá, không cần phải phân tích. Đây yêu cầu chỉ ra thì chúng ta chỉ ra thôi. Và cuối cùng là chúng ta viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 dòng bày tỏ suy nghĩ của chúng ta về cái vai trò của biển đảo đối với đất nước ngày hôm nay. Và thầy sẽ cùng các bạn giải quyết. Để các bạn xem lại một lần nữa về phương thức biểu đạt này. Khi các bạn làm bài gạch chân ngay những từ ngữ của yêu cầu. Phương thức biểu đạt, nội dung chính, thủ pháp nghệ thuật Và à, bày tỏ suy nghĩ Đấy nhá à, Đầu tiên, đáp án này Xác định cái phương thức biểu đạt của đoạn thơ Phương thức đó là phương thức biểu cảm Thứ hai, xác định nội dung chính của đoạn thơ à, Nội dung chính là ý nghĩa của biển Đối với cuộc sống của con người Của đất nước Và chúng ta thiện lên qua những từ ngữ nào Khi xa vắng biển, thầy lấy một ví dụ thôi Khi xa vắng biển thì Đất mặn chát là mất mát, là rừng hưng, là đau, là giận, là thôi ướt. Tức là khi không có biển thì biết bao nhiêu những cái nỗi đau hiện lên. Đấy. Khi sao vắng biển thì lại hiện lên cho thấy rằng là ý nghĩa của biển là vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với con người, đối với đất nước. Đấy. Nếu không có biển thì biết bao điều này sẽ xảy ra. Đấy là cái cách mà tác giả nhấn mạnh cái ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo đối với đất nước này chúng ta thấy, nếu xa vắng biển nếu xa vắng biển này mặt chát sống quay mặt rừng rừng con cá đau con cá giận không còn chỗ trở che để biển với chúng ta quan trọng như thế đấy câu 3 chúng ta có thể chỉ ra hai cái thủ pháp nghệ thuật nổi bật thầy cũng chỉ gợi cho các bạn ba thủ pháp sau thôi à, các bạn có thể chọn ra hai nhé hoặc có thể suy nghĩ thêm nữa đây chỉ là thầy gợi ý cho các bạn thứ nhất là chúng ta có tiếp cấu trúc nếu mùa xa vắng biển ở mở đầu của ba cái đoạn thơ. Thứ hai là chúng ta sử dụng thấy cái liệt kê đó là những cái, nếu không nếu xa phóng biển để có những cái điều gì xảy ra và cái này thì chúng ta vừa nói ở phần trên rồi. Và thứ ba là chúng ta có thể có những cái nhân hóa nữa để cho hình ảnh thơ trở nên gợi cảm hơn. Đấy. Và khi chúng ta viết một đoạn văn 5 đến 7 dòng bày tỏ suy nghĩ thì cái này thì chúng ta phải có một cái đoạn văn có cấu trúc mở thân kết rất là đàng hoàng nhá. Và thứ hai nữa là chúng ta cần phải nhấn mạnh được rằng là đất nước của chúng ta ấy, thì biển là một phần thiêng liêng của một đất nước thể của tổ quốc và thể hiện cái chủ quyền của quốc gia dân tộc. Thứ hai là mỗi người cần phải có ý thức bảo vệ và giữ gìn biển đảo. giữ gìn ở đây không chỉ là giữ gìn cái sự toàn vẹn của lãnh thổ mà còn giữ gìn cả cái vẻ đẹp, cái sự an toàn, cái sự trong sạch của biển nữa. Tức là chúng ta còn phải giữ gìn luôn cả cái môi trường của biển. Chúng ta mà biển mà ô nhiễm thì cũng 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 thực hiện rất là rất là đau đớn. giữ gìn cả cái sự trong, trong sạch, giữ gìn cả cái sự vệ sinh cái môi trường an toàn của biển nữa. Thứ hai là chúng ta cần phải có hành động cụ thể. Chúng ta phải học tập lao động để cho nước được giàu mạnh. Chúng ta không chỉ tuyên truyền cổ động đâu. Cái cốt lõi là chúng ta làm cho đất nước mình giàu mạnh. Đất nước mình giàu mạnh thì đương nhiên chúng ta sẽ bảo đảm, bảo vệ được cái 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 cái, cái à, chủ quyền của đất nước. Đất nước mình à, giàu mạnh và chúng ta học tập thì chúng ta có ý thức giữ gìn được cái vệ sinh môi trường của biển. Đấy là những cái gợi ý mà thầy muốn nhấn mạnh cho các bạn trong cái bài à, đọc hiểu này và đó là những cái vấn đề rất là bức thiết thầy, uh, hy vọng rằng là cái, những cái chia sẻ của thầy về uh, các bài nghị luận xã hội vì bài uh, đặc biệt là bài vừa rồi đọc hiểu sẽ giúp cho các bạn có thể làm tốt hơn chúng ta còn rất ít thời gian để học và thầy uh, hy vọng là các bạn phải tích cực hơn học ngày học đêm vì chúng ta sẽ còn uh, cái kỳ thi rất là quan trọng ở uh, trước mắt uh, chúc các bạn uh, ôn thi tốt uh, xin chào các bạn các bạn thí sinh hãy lên Facebook và website của chương trình để làm bài tập trắc nghiệm và đặt câu hỏi trực tiếp cho các giáo viên. VTV7 cùng bạn chinh phục kỳ thi.